Hello nè, chào mừng em đã trở lại với channel Mr. T. Ok, rồi chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với con game Tay Hình Kỹ nha nè. Rồi, còn 25 ngày nữa thì chúng ta mới được mở cấp nhé. Rồi, thì hiện tại ở ngoài trời đang mưa rất là to mấy không ạ. Đang mưa rất là to nhé. Thì tôi sẽ làm nhiệm vụ tí xíu, xong chúng ta sẽ đi xem đá bóng mấy không ạ. Hôm nay đá SEA Games trận cuối nha nè, Việt Nam gặp Thái Lan thì không biết chúng ta có ăn được lẩu Thái hay không. Đây, tôi sẽ lên trước cho anh em cái video này rồi xong tôi sẽ đi xem đá banh nha nè. Ok, anh em nào mới đến kênh của Mr. T thì để lại cho Mr. T một đăng ký, một like và một comment nha anh em. Rồi, trước tiên tôi sẽ đi nhận thưởng xíu không ạ. Đây, tôi sẽ nhận cái này. Rồi thì sẵn tiện đây thì tôi sẽ review cho nó mấy anh em xem thử coi. Hôm nay nó ra một cái event mới đó là Nghị Linh Thánh Đàn. Cái event này là lần đầu tiên ra nha mấy anh em. Nói chung thì tỷ lệ nó ra cũng khá là thấp. Đây thì hiện tại lịch sử tôi chat thì tôi thấy không ông nào quay ra cả. Trong khi đó cái server của tôi thì quay cũng khá là nhiều rồi. Đây, quà thì nó sẽ có những con ngự linh chi tiết này, ví dụ như là cuồng cốt này anh em ạ. Trong chiến đấu nhận nhiều nhất 3 điểm nộ khí à. Đấy mảnh này, đấy thì hôm nay quay thì nó sẽ ra được con này nha. Còn trong shop thì chúng ta đổi được khá là nhiều con, ví dụ như là băng vũ này, con này là sẽ gây sát thương, tăng thêm sát thương. Phong lam này anh em ạ, con này là hồi mục tiêu trúng độc. Đấy lục ấm này, sơn khôi, thần ánh, nói chung khá là nhiều con để ra để đổi, nhưng mà để tôi test đi coi. Đạo tôi đang có 22 vé đúng không, test thử nhân phẩm anh em ạ. Trong tỷ lệ này game này nó phải khá là chắc 0.1 đấy, nó không thấy ra được. Đấy chung này quay cho vui thôi anh em ạ, nên tôi sẽ không chơi event này nhé, test test cho vui thôi anh em ạ. Để tôi thấy mấy ông này quay không ra nên tôi sẽ không quay nữa. Ok, rồi, cái này là cái event sơ sơ thôi đúng không? Chung thì quà bảng xếp hạng thì khá là ít. Đây, lên 2.500 thì nhận được 50 cái linh tói, đổi cũng chả được cái nào anh em ạ. Chung quà cáp event này không thơm lắm em ạ, nên thôi. Rồi, cơ bản một số event như thế nhé. Rồi ngoài trời đang mưa to quá mấy anh em ạ. Đây linh thú à, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách đổi thú nha anh em. Đấy đổi chỗ này, hiện tại thì cái tính năng đổi chỗ này nó mở khá là nhiều, ví dụ như là đổi hồn tướng này, đổi trang bị nữa anh em ạ. Ví dụ như chúng ta có trang bị, đổi trang bị nữa này. Nhưng mà hiện tại tôi thấy trang bị này đổi chưa được này. Đổi kinh văn, đổi pháp khí là cũ rồi. Ở đây nó sẽ có cái đổi thần thú này em ạ. Đấy, thì tôi sẽ phân giải cái con đế thích này ra. Hiện tại thú của tôi đang để 4 con nha anh em. Đây, tôi đang để con khổng tước này. Con kim si. Thánh cửu tuyền. Đấy, kim hồng mao nha. Đêm nay sẽ trùng sinh cái con này ra, trùng sinh này, trùng sinh con thần thú này ra anh em ạ. Đấy 160 mảnh này. Đấy thì tại sao tôi trùng sinh, bởi vì anh em muốn đổi thần thú thì anh em vào shop này, hàng ngày chúng ta sẽ mua được 5 mảnh nha anh em. Nói chung thì anh em nào không thích dùng đế thính thì có thể tích để đổi mấy con khác. Đây trước tiên là tôi sẽ nâng cấp, nâng full cấp cho em này anh em ạ. Đấy thì hiện tại tôi sẽ đi tăng sao cái con kim sí này lên, thằng thú này hợp lại là được 2 con nha anh em. Đấy ok ngay. Rồi tôi sẽ test đổi chỗ này. Đây tôi sẽ đổi con kim sí nha. Hiện tại có 2 bé để thích anh em ạ. Đây một lần đổi là chúng ta sẽ tốn 2 vé cam nha anh em, 3 trên 2 này.
Để tôi vào shop tôi mua được coi. Hiện tại shop đâu rồi? Ui, shop tôi đã mua full rồi em ạ. Thôi, hôm nay tôi sẽ đổi một con, ngày mai tôi sẽ đổi tiếp con nữa. Đấy. Chung thì anh em có thể mua mảnh tích từ từ rồi xong chúng ta đổi qua những con thú mà chúng ta yêu thích. Đây, hôm nay tôi sẽ lượm con này nha anh em, đổi chỗ nè. Đấy, sẽ được một con này. Hiện tại ví dụ như đổi chỗ thêm một em nữa đúng không? Tôi đang thiếu một vé anh em ạ. Chung là hơi cay nha. Rồi. Bạo năng em này tăng lên 2 sao ngay. Ngay vào luôn. Thì để tăng lên 2 sao chúng ta sẽ tốn 1k6 cái thần thú ấn ký nhé. Và 1 phút. Đấy, tăng lên được 2 triệu 5 anh em ạ. Úi dù ơi, tăng lên khiếp nha. Tôi đang 194 triệu rồi. Hôm nay tôi sẽ lên 195 triệu luôn nha. Đấu giá có chỗ nào mua không ta? Ui dù không mua ạ. Không mua được anh em ạ. Ok. Rồi, để xem nữa coi. Còn năng cái gì để cho em này nó lên được nữa hay không nha. Đây, chặn lên con này cũng hết lên nổi rồi. Thiếu 18 cái. Kinh thật. Để xem nữa coi. Còn năng được gì nữa hay không nhé. Con này à, nó mới update lên. Nó có mấy cái vòng này cũng khá là đẹp nha em. Tôi sẽ tăng công lên nó đấm như nó phê không ạ. Ví dụ nó tự động nó tích hết kìa. Đấy, bỏ cam ra này mà. Lên được 29k. Căng thế nhờ. 194 triệu rồi. Bạn xếp hạng xem nữa. 194 triệu rồi này mà. Đây tôi sẽ nâng con này đúng không? Công kích sát thương gây ra. Ui dồi. Này tốn khiếp không ạ. Có gì để chơi không ta? Còn gì để lên được quà cấp không nhờ? Để tôi xem đi nhé. Đêm nay tôi sẽ mở luôn 200. Úi dồi ôi, 232 cái rương à. Tốn đấy. Tốn khá là nhiều đấy mấy ông ạ. Test thử nhân phẩm luôn em ơi. Chúng ta test thử nhân phẩm trước cái trận SEA Games chuẩn bị SEA Games bóng đá nam anh em ạ. Chúng ta đang có 13 rương này. Tôi sẽ mua. Ví dụ nó không cho mua luôn kìa. Một trăm này. 200 này anh em ạ. Phải tốn 15k đá đấy. Căng nhờ. Tôi sẽ mua 13 cái đúng không? Đấy, đủ nha. Đây, xem đi coi mở hên xui không. Ui dù không có mảnh đỏ nào luôn kìa. Đấy, thử test thử cái 200 mấy thùng này anh em ạ. Đâu rồi, qua này. Quả cam anh em. Đấy. Lọc nó ra ngay. Filter này, 226 rương nha anh em. Để coi có gì hấp dẫn hay không.
Rồi đen rồi đấy, không thấy mảnh luôn kìa. Ui dồi, mảnh không anh em ạ. Đây, một mảnh này, hai mảnh này, ba mảnh này, bốn mảnh này, năm mảnh, sáu mảnh, bảy mảnh, tám mảnh, chín mảnh, 10 mảnh, 11 mảnh. Ui dồi, 200 thùng ra tầm khoảng 11 mảnh nha anh em. Ok, vậy là được rồi, không có gì phải xoắn nữa không ạ. Để tôi xem nó coi còn cái gì mở được hay không nhá. Này, rương này, mở tóc đi. Mở đi chứ để làm gì nữa mới không ạ. Rồi, để xem nữa coi. Đây, tiếp tục chúng ta sẽ tăng cấp em này lên. Đây, tôi sẽ đi nhiệm vụ ngày lấy cấp anh em ạ. Đấy, nay chủ nhật nên chúng ta quét full nã nha. Rồi, không biết đủ cho em bé này lên hay không, tăng cấp này. Ui dù chạy được tí xíu à. Thức tỉnh nè, thức tỉnh con này 569 nè. Chắc đủ mấy không à. Đây, tôi sẽ cho em này thức tỉnh lên 6.0 cho anh em xem luôn nhé. Không biết đủ hay không anh em ạ. Đấy, quét tất cho nó lên cấp luôn nè. Úi dồi, còn 13 cái à, quét luôn em ạ. Úi dồi, lên được 14k. Chúng ta đang thiếu 2k đá hả. 2k đá thì tôi đi mua 2k đá anh em ạ. Đấy, thiếu thêm 1k nữa à. Rồi, thiếu nữa kìa. Ok, 24k hả? Hy vọng là sẽ đủ nha nè. Úi dồi, thiếu rồi. 22k, úi dồi, tí nữa nè bạn. Ok, thì như thế đó nè. Rồi thử coi nó đã lên được. Tôi sẽ cho nó lên một, tôi sẽ đi đồ giám luôn mấy ông ạ, không biết còn đủ hay không. Hai ngàn tư à. Tăng trường sinh cho anh em ạ. Còn một tí nữa.
còn làm cái gì để cho nó lên được tí lực chiến anh em. Đây, tôi sẽ đi lấy mảnh cam, tôi đi cường hóa luôn em ạ. Cam này. Ok. Cam của bộ Tula thôi nha anh em. Bảy k năm. Xui. Rồi, thôi kệ đi. Lên tầm bao nhiêu là được anh em ạ? Để tôi đi test thì cái ải mới coi. 240 nè. Người sẽ phải hối tiếc đấy. Thiên địa giằng, sinh tử hữu mệnh. Nó này chưa qua mấy không ạ. Quá yếu, tất cả đều quá yếu. Nếu lực quá mạnh hơn thì đã không thua cuộc. Ví dụ đập đầu thế nhỉ. Quỷ dương dám lập thống thánh. Đợi tử thất bại của đường tám phản trừ mặt giới nhận ở đây. Về sau sẽ có. Ok, thua rồi mấy ông ạ. Rồi, hôm nay clip đến nơi kết thúc nha nè. Hẹn anh em vào clip ngày mai. Hôm nay chúng ta chỉ test sơ sơ cho mấy ông xem về chức năng đổi chỗ này nọ thôi. Đấy, với lại cái event này khá là cùi mấy ông ạ. Nói chung thì quay nó không ra đâu. Ok. Đây, tôi sẽ đi mua một con ngựa lên đi. Tôi biết ở đâu để tôi lên được rồi. Đây, shop ngựa lên nha. Tôi đang có 11 đúng không? Tôi đang thiếu 9 mạnh nữa nè anh em ạ. Tôi sẽ đi mua chín mảnh này nhé. 5k4 này nè, quẩy đi. Đấy. Cho anh em xem này. Lên được luôn đó anh em ạ. Đây. Chúng ta mở một con ngựa lên mới này, ngựa lên gọi là tím anh em ạ. Nói chung có là chúng ta xài thôi. Đây tôi sẽ đem con ngựa lên đó vào thay chỗ em này nha. Đổi chỗ đi. Được đấy, tăng lên 23k lực chiến. Đồng thời tôi sẽ nâng con này lên, tăng bậc lên anh em ạ. Đấy, nói chung là con này cộng 2 là lên được 18k HP. Còn con này cộng 1 là lên được 144k anh em ạ. Để xem lại coi. 182. Nói chung là cộng 2 nó vẫn ngon hơn cái này nha anh em. Đấy. Gỡ con này ra đi. Tháo quăng như cho em này đi em ạ. Đấy, ok. Rồi, hoàn thành nha anh em, 195 triệu lực chiến. Rồi, test thử với lại hạng 2 thì coi. Rồi, lượm anh em ạ. Ok, anh em nào mới đến kênh của Mr. T, nhớ đăng ký, để lại cho Mr. T một đăng ký, một like nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.